Xin mến chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Địa Bàn Đến Giao Lưu. Hôm nay là đường Võ Văn Kiệt với những cái phôi mai, xin mời. Rồi, chào đâu ơi. Chào anh nè. Rồi. Mến chào các chú bác, chị em. Hôm nay là ngày 7 tháng 3, em có đem về tổng cộng 20 mấy phôi mai Giao Lưu các chú bác, chị em. Rồi. Cứ điện thoại em là 0984307139. Em bao ship toàn quốc. Toàn quốc luôn ha. Dạ, em cũng thành thật cảm ơn các chú bác và anh chị em. Rồi, mến chào. Rồi, cụ thể chúng ta vô số 1 mấy anh ơi. Số 1. Xoay đi, xoay đi, xoay. Cây này cái giọng đế cú nha bà con. Số 1 nha mấy anh. Rất siêu. Mình tạo cái tam giác cũng được. Đây này bắt cái tam giác mình chơi cũng rất hay. Giọng đế thú nha bà con. Nó đi đúng theo vị trí nhau luôn nè bà con. Giọng đế đi đúng theo luôn. Theo dáng cây luôn. Đế lại đều nha bà con. Số 1 nha mấy anh. Đây cho bà con tham khảo. Cây mình là rất khỏe nè bà con. Đó. Phải đục cái này lại. Đục lại cho cái cây nó đi đúng. Đó mình đục, đó cây rất tươi nha bà con. Số 1 ngày 7 nha mấy anh. Mã số 1 phôi mai vàng. Khá lớn ha. Rồi, 58 mấy anh ơi. Để cho bà con mình một vòng cho bà con mình tham khảo luôn cái vòng đo. Tại buông thước cái này hải của bà con. 58. Vị trí đo hiện tại là 58. 58. Chiều ngang của cái bầu là 69 nha bà con. Rồi, 69. Chiều dài là 77 nha bà con. Rồi, 77 luôn. Tổng chiều dài của cái cây này là 65. 65. Đầu cổ gãy nha bà con. Đầu miếng dài mà từ đầu lên thì nó được 100. 100 luôn hả? Từ đầu 100. Miếng này thì lên 100 luôn. 100. Còn trừ hao. Cây này giao lưu bà con với giá là 18 triệu nha. 18 triệu nha mấy anh. 18 triệu. Rồi đổi luôn. Qua. Chết kìa. Rồi đổi luôn. Rồi, tiếp theo số 2 mấy anh ơi. Số 2. Mã số 2. Số 2 nha, số 2. Mã số 2. Đế chia đều nha bà con. Mã số 2. Số 2.
thấy mấy cây lớn chứ cũng hư rồi bà con ơi. Hoành thân là 20. Rồi 20. Tổng chiều cao là 48. 48 rồi. Rồi mã số 2 cho luôn bà con, giá 1.300.000. 1.300.000 miễn cái ship mấy anh ơi. Rồi đổi luôn. Rồi tiếp theo số 3. Mã số 3. Đế đều không bà con? Đế đều. Đế các nở chi cành đều. Mã số 3. Quay cái lưng về bên kia chứ. Lưng. Mã số 3. Số 3. Mã số 3 mấy anh ơi. Mã số 3. Chính hoành thang. Rồi ok. Cao luôn. Tổng chiều cao là 55. 55 rồi. Đi gành đều không bà con? Rồi mã số 3 cũng có giá 1.300.000 bà con ơi. 1.300.000 phí ship miễn phí. Rồi đổi luôn tiếp theo. Mã số 4. Số 4. Số 4 rất khéo bà con ơi. Số 4 nha mấy anh. Cái bông xe để bàn rất khéo. Mã số 4. Số 4. Hoành thân là 16. Rồi 16. Xe để bàn rất khéo bà con. Tổng chiều cao 26. Rồi 26 luôn. Rồi mã số 4 này có giá là 1.300.000 bà con ơi. Rồi ok. Rồi đổi luôn. Rồi tiếp theo. Mã số 5. Số 5. Đi gần đều vũ đế nã nha bà con. Có sụn trứng nha bà con. Gần 2 cái cục trứng. Mã số 5. Số 5. Mã số 5. Số 5 luôn. Ta tính hoành thang 20 đi. Rồi 20. Tính 20 đi. 20, cao luôn. Tổng chiều cao là 45. 45. Rồi. Rồi xe này giá 1.100.000 bà con ơi, mã số 5. 1.100.000. Rồi đổi luôn. Rồi, tiếp theo. Mã số 6. Số 6. Xin gọi em là 0984307139 nha bà con. Quý ship miễn phí. Số 6. Số 6. Hoành thân là 17. Rồi ok. Cao luôn. Tổng chiều cao là 45. Rồi. Rồi cây này có giá 1.100.000 bà con ơi. 1.100.000 mấy anh ơi. Mã số 6. Rồi đổi luôn. Mã số 7. Số 7. Mã số 7. Số 7. Rồi thông số 17 hoành thân. Rồi 17 luôn. Tổng chiều cao 43. 43. Rồi cây này có giá 700.000 bà con ơi. 700 mấy anh ơi. Mã số 7 miễn phí. Rồi đổi luôn. Mã số 8. Số 8. Đế điều không bà con? Mã số 8. Số 8. Này bông sai để bàn không nghe bà con. Hoành thân là 18. Rồi 18. Tổng chiều cao là 30. Rồi 30 luôn. Rồi cây giao lưu bà con giá 900.000. 900. 900. Rồi đổi luôn. Rồi tiếp theo. Mã số 9. Số 9. Cây quái nha bà con. Quái luôn. Đi gành đều. Hoành thân là 18. Rồi 18. Sân ốc này 26 nha bà con. Rồi 26 luôn. Tổng chiều cao là 35. Rồi ok. Rồi cây này giao lưu bà con với giá là 1.200.000. 1.200.000 nha mấy anh. 1.200.000.
Rồi đổi luôn. Rồi tiếp theo. Mã số 10. Số 10. Đây có xuống rồi con. Mã số 10. Số 10 mấy anh ơi. Số 10. Hoàn thành. Rồi 21. Tổng chiều cao 33, cây này chưa vệ sinh thử thân hơi đen mà con. Để co hết thì nào con. Rồi cây này giá 1.200.000. 1.200.000 mã số 10. Rồi đổi luôn. Tiếp theo. Mã số 11. 11. Mã số 11. 11 mấy anh ơi. Rồi thông số em này luôn. Hoành thân 20. Rồi 20. Tổng chiều dài là 42. 42. Đây rất quái bà con. Mã số 11 có giá 1.300.000. 1.300.000 mấy anh ơi. 1.300.000 rồi đổi luôn. 1.300.000. Rồi 12. Mã số 12. 12. Xoay luôn, xoay luôn. Mã số 12. 12 mấy anh ơi. Rồi đế nôm rất sâu mà con. Rồi thông số luôn. Hoành thân 17. Rồi 17. Tổng chiều cao là 44. 44. Rồi giao lưu bà con với giá là 900.000. 900. Di cành tiệu bà con. Rồi đổi luôn. Đế rất là mã số 12. Rồi 12 đổi luôn. Rồi tiếp theo. Mã số 13. 13. Cây 13 này rất đẹp rồi con ơi. Mã số 13 mấy anh ơi. Số điện thoại em là 0984307139. Mã số 13. Mã số 13. Hoành thân 21. Rồi 21. Tổng chiều cao là 38. Rồi ok luôn. Đế rất đẹp rồi bà con. Rồi cây này có giá 1.500.000. 1.500.000 mấy anh ơi, phí ship miễn phí. Rồi đổi luôn. Tiếp theo. Mã số 14. Rồi 14. Mã số 14 mấy anh ơi. Thanh 15. Rồi 15. Đội sắt ốc này được 25 nha bà con. Dòng cây này vô chỗ 4 nha bà con. Độ chỗ 4. Tổng chiều cao là 3 tấc. Rồi ok. Rồi cây này giao lưu bà con mình giá 1.100.000. 1.100.000. Rồi đổi luôn. Rồi tiếp theo. Mã số 15. 15. Hoành thân 21. Rồi ok cao. Tổng chiều cao là 40. Rồi bộ đế rất nở bà con ơi. Có bộ đế quán bà con. Rồi cái củ nở ở đây đó bà con tham khảo đi. Hay đo dòng hay nhẹ thôi. Rồi 31. Rồi giao lưu bà con giá 1.400.000. Mã số 15. Rồi mã số 15. Ok rồi đổi luôn. Rồi 16. Mã số 16. Đây rất quái bà con. Mã số 16. Mã số 16. Có xù luôn bà con. Xù luôn. Hoành thân ở đây là 18 bà con ơi. Rồi ok.
Bình thân ở đây là 25. Rồi. Xe vô chỗ 4 tấc mà con. Tổng chiều cao là 24. Rồi 24. Rồi cây này giao lưu bà con với giá 1.300.000. 1.300.000 mấy anh ơi. Miễn phí đặc biệt bà con ơi. Miễn phí rồi đổi luôn. Rồi tiếp theo. Hạ số 17. Rồi, anh này là 17. Đi gạch đều không bà con. Hoành thân 23. Rồi, ok. Tổng chiều cao là 67. 67, rồi. Đây là vô trong 5 tấc nha bà con. Rồi cây này giao lưu bà con giá 1.600.000 mã số 17. 1.600.000 mã số 17 mấy anh ơi. Rồi đổi luôn. Tiếp theo. Mã số 18. 18. Mã số 18. Mã số 18. Thông số luôn. 19 hoành thân. Rồi 19. Với gành đều đẹp nha bà con. Chiều cao 44. Rồi ok. Đây vô chỗ 4 tấc nha bà con. Rồi giao lưu bà con giá 1 triệu. 1 triệu đồng chẵn luôn. Rồi đổi luôn. Tiếp theo. Cây này là cách có nhiều người hỏi nha bà con, nhưng mà tại bán cho anh đó cuối cùng bị phá hàng nha bà con. Hoành thân 32. Rồi ok. Cây này là cây bán giá khuyến mãi nha bà con. Thử ra bữa nó bị phá hàng. Tổng chiều cao 43. Rồi 43. Rồi cây này vẫn giao lưu giá cũ bà con là 1.200.000. 1.200.000 mấy nơi. Phí ship miễn phí. Bán giá khuyến mãi nha bà con. 1.200.000 rồi đổi luôn. Tiếp theo. Rồi em này 20. Có dáng siêu mà con. Đủ đấy đều. Mã số 20. Mã số 20. Rồi thông số của em luôn. Hoành thân là 30. Rồi 30. Tổng chiều cao là 55. 55 luôn. Rồi cây này giao lưu bà con 2.200.000. 2.200.000 20. Rồi tiếp theo. Mã số 21. 21 mấy anh ơi. 21. Hôm nay có 21 con bà con. Cây này cũng là cây mai xù. Hoành thân là 19. Rồi 19. Tổng chiều cao là 44. Rồi 44. Rồi cây này giao luôn bà con giá đặc biệt 1 triệu đồng. 1 triệu chẵn luôn. Ở số 21. Ở số 21 1 triệu chẵn. Phí ship miễn phí. Rồi đã cuối video cho bà con lời chào cuối luôn. Dạ, mến chào tạm biệt các chú bác dành em. Hôm nay là ngày 7 tháng 3 21 và mai để giao lưu các chú bác dành em. Cũng cảm ơn các chú bác như em từ lâu hộ em. Rồi. Dạ mến chào tạm biệt, hẹn gặp lại vào ngày mai. Rồi thay mặt bà con tạm biệt, hẹn gặp lại luôn. Rồi tạm biệt, giờ chúc sức khỏe mấy anh luôn. Cảm ơn mấy anh nhiều, nhớ đăng ký kênh mấy anh ơi. Rồi tạm biệt.